Cô chào các con. Hôm nay cô và các con cùng học môn học vần bài 87 F F sách giáo khoa tiếng Việt tập 2 trang 10. Trước khi bắt đầu học, các con chuẩn bị sách giáo khoa, vở và bút. Cô lưu ý các con ngồi cách xa màn hình để bảo vệ mắt nhé. Cô giới thiệu với các con vần F. Vần F gồm có âm E đứng trước, âm P đứng sau. Các con lắng nghe cô đọc mẫu. E, P, F. Các con lưu ý, với những vần có âm P đứng cuối thì khi đọc mình nhớ bặm môi lại. Các con lắng nghe lại một lần nữa. E, P, F. J, F, J, sắc, chép. Các con đọc lại cho ba mẹ nghe nhé. Cô mời các con quan sát tranh. Như các con thấy, đây là con cá chép, là một loài cá sống ở nước ngọt và nó có rất là nhiều chất dinh dưỡng. Các con nên thường xuyên ăn cá để cơ thể phát triển mau lớn và khỏe mạnh. Nào bây giờ chúng ta cùng đọc. Cá chép. Các con đọc lại vần, tiếng và từ nhé. Ép, chép, cá chép. Tiếp theo, cô giới thiệu với các con vần F. Vần F gồm âm E đứng trước, âm P đứng sau. Các con lắng nghe cô đọc mẫu. E, P, F, F. Các con lưu ý, giữa F và F giống nhau đều có âm P ở cuối. Khác nhau thì vần F có âm E đứng trước, còn vần F thì có âm E đứng trước. Các con lưu ý nhé. S, F, xếp, sắc. Xếp. Nào, cô mời các con đọc lại cho ba mẹ nghe. Cô mời các con quan sát tranh. Như các con thấy, đây là một loại lồng đèn rất phổ biến vào dịp Tết Trung Thu. Loại đèn này được làm bằng giấy, xếp thành nếp với những hình dạng khác nhau. Người ta gọi là đèn xếp. Các con cùng đọc với cô. Đèn xếp. Cô mời các con đọc lại. Vần, tiếng, từ. Ếp, xếp, đèn, xếp. Cô mời các con đọc lại vần, tiếng và các từ vừa học. Hãy đọc thật to và rõ cho ba mẹ nghe nhé. Ếp, chép, cá, chép. Ếp, xếp, đèn, xếp. Nào, các con hãy đọc cho ba mẹ nghe. Cô giới thiệu cho các con bốn từ ứng dụng trong bài này. Để cho các con hiểu rõ hơn nghĩa của các từ ứng dụng, cô có tranh minh họa dưới mỗi từ. Các con lắng nghe cô đọc. Lễ phép. Lễ phép có nghĩa là vâng lời chào hỏi người lớn. Khi gặp người lớn, chúng ta cần phải chào hỏi và có cư xử đúng đắn. Xinh đẹp. Gạo nếp. Gạo nếp là loại gạo có hạt gạo dài và thường dùng để nấu xôi. Bếp lửa. Bếp lửa là dùng để nấu ăn. Cô mời các con đọc lại bốn từ ứng dụng. Lễ phép. Xinh đẹp. Gạo nếp. Bếp lửa. Các con hãy đọc thật to và rõ cho ba mẹ nghe và sau đó gạch chân dưới các tiếng có chứa vần F và F nhé. Cô mời các con luyện đọc lại trang trái một lần nữa. Hãy đọc thật to, rõ cho ba mẹ và cả nhà cùng nghe. F, chép, cá, chép. F, xếp, đèn, xếp. Lễ phép, xinh đẹp, gạo nếp, bếp lửa. Bây giờ cô và các con cùng luyện đọc câu ứng dụng của bài hôm nay. Như các con quan sát tranh cũng thấy, đây là một cảnh đẹp của Việt Nam ta. Việt Nam đất nước ta với biết bao nhiêu vẻ đẹp thiên nhiên.
Có lẽ vì thế mà Bác Hồ đã dành hết cuộc đời của mình để xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng tốt đẹp hơn. Chúng ta cũng học hỏi theo Bác về tinh thần yêu nước này nhé. Bây giờ các con nghe cô đọc mẫu. Việt Nam đất nước ta ơi, mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn. Cánh cò bay lả dập dờn, mây mờ che đỉnh Trường Sơn sớm chiều. Các con hãy đọc thầm và tìm cho cô tiếng nào có chứa vần ép hoặc ép, rồi gạch chân dưới tiếng đó nhé. Các con lưu ý khi đọc bài thơ, các con nhớ ngắt nhịp ở mỗi cuối câu thơ. Hãy nghe cô đọc lại một lần nữa. Việt Nam đất nước ta ơi, mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn. Cánh cò bay lả dập dờn, mây mờ che đỉnh Trường Sơn sớm chiều. Bây giờ thì các con hãy luyện đọc bài thơ, đọc thật hay, thật diễn cảm cho ba mẹ và cả nhà cùng nghe nhé. Chúng ta sang phần luyện viết. Khi viết, các con nhớ ngồi đúng tư thế mà cô đã hướng dẫn ở lớp để không ảnh hưởng tới cột sống và mắt của mình nhé. Bây giờ hãy cùng lắng nghe cô hướng dẫn viết. Con đặt bút trên đường ngang thứ nhất, viết con chữ E. Nối nét viết con chữ P. Điểm kết thúc nằm trên đường ngang thứ hai. Con viết được vần F. Con đặt bút trên đường ngang thứ nhất, viết con chữ E. Nối nét viết con chữ P. Điểm kết thúc nằm trên đường ngang thứ hai. Lia bút viết dấu mũ trên đầu chữ E, con được vần F. Con đặt bút dưới đường ngang thứ ba, viết chữ cá. Cách một con chữ O, con viết chữ chép. Con viết được cá chép. Con đặt bút dưới đường ngang thứ ba, viết chữ đèn. Cách một con chữ O, con đặt bút dưới đường ngang thứ ba, viết chữ xếp. Con viết được đèn xếp. Các con hãy luyện viết và vở tự học ở nhà. Sau khi đi học, các con nộp lại vở cho cô. Cô sẽ có phần thưởng dành cho bạn nào viết đẹp, ngay ngắn nhé. Chủ đề luyện nói của ngày hôm nay đó là xếp hàng vào lớp. Sau khi đọc được chủ đề luyện nói, các con hãy chia sẻ với ba mẹ rằng và kể cho ba mẹ nghe các con ở lớp có xếp hàng ngay ngắn không? Các con thường xếp hàng khi xếp hàng thì phải làm những gì? Hãy chia sẻ cho ba mẹ nghe nhé. Bài học đến đây là kết thúc rồi. Trước khi tạm biệt các con, cô có vài điều dặn dò như sau. Các con hãy đọc lại bài nhiều lần và chuẩn bị bài tiếp theo vần ít ức. Tạm biệt các con, chúc các con nhiều sức khỏe và học tập tốt.